Rồi, chào mọi người. Mọi người mua hàng liên hệ với số thoại trên đây nha. 0348308843. Rồi. Nay em về mấy món. Chung có ít đồ. Nhà này đồ ít. Có mấy cái quạt ly ông, quạt y ông. Nhưng mà nó về nó chết rồi mọi người. Nói chung là về nó im ru. Còn nguyên linh kiện. Đây. Nó bắn y ông nè, cái mấy cái mặt bắn y ông nè còn nguyên nè, quạt rồi nè. Chung nó im ru không biết bị hư gì ha. Không có sửa. Đó, quạt nè. Ba cây bán sát ha, 100, 150 với cây bắn đinh. Bắn đinh này cũng xì rồi nha mọi người, bị xì, nói chung nó xì hơi, bắn không được. Nó còn nguyên lên kẹn, không có sửa. Bán sát về mấy bác vọc nghiên cứu ha. Rồi, video hôm nay là mã 203 nha mọi người. Video mã 203. Rồi, đầu tiên móc khóa. Mình lại về mấy cái móc khóa. Móc khóa này bằng thép. Thép rất là tốt, thép của Nhật. Móc này nó gắn vô dây an toàn mọi người, thắt lưng á, cái thắt lưng này sẽ luồn như vậy đó, mình đeo vô, mình treo mấy đồ vật, treo máy móc này kia ha. Cái này bằng thép nè, bằng thép thì cái này tải rất là cao, tải cũng khoảng 10 kg trở lại ha. Đó, thép này 8 ly. Này, 8 ly. Cái móc thép này chỉ 100.000, mã số 1 nha. Số 2 cũng là một cái dụng cụ móc để mình gáp vô mấy bộ dây an toàn nha. Móc khóa an toàn nè, nó chống mở, phải mở bằng hai bước, mình bóp vô cái này trước rồi mình mới mở được nha. Còn khi không nó dày, nó không có bị bung, rất là an toàn. Thép nguyên chất bằng thép, rất là nặng, dày, chịu tải cao. Đó. Thép này nó chịu tải phải là hàng tính bằng mấy trăm ký. Uzi Denko của Nhật. Rồi, móc khóa số 2 150.000. Rồi, tiếp theo về được một cái bộ dây này rất là chung, rất là ít gặp. Dây này dùng cũng dùng leo trèo nè, an toàn. Chức năng chính nó là nó đó, chức năng chính là cái bộ khóa này nè mọi người, khóa tự động một chiều à, nó mới tin chưa xài nha, này mới bóc ra nó bọc giấy luôn. Đây, chức năng nó là khóa tự động nè. Còn cái giấy mới luôn,
Đây nó có một chiều đó, cái chiều này là nó siết vô sẽ cứng đó. Mình treo ở đây nè, treo vật là nặng hoặc là người mình treo đây là nó sẽ cứng ha, bóp xuống nó sẽ tụt, bóp xuống nó tụt đó, tụt tụt từ từ xuống. Dây giống như dây dùng leo núi đó. Thường thấy mấy người leo núi thường dùng cái dây một chiều á, bóp cái nó thả xuống đó. Nó tương tự vậy đó, của Nhật nha, đây Fuji Denko Japan. Cái này bằng hợp kim nhôm nè, nguyên cái miếng này nè, đây bằng thép chịu lực cao này. Đây cọng dây này khá là dài nha, cỡ 3 mét rồi. Không có bung ra hết nhưng mà bung ra là cỡ dài 3 mét. Dây rất là to nè, dây to lắm. Dây này đường kính nó tới 16 ha. Ở đây nó có để nè. Cái thiết bị, cái bộ này nó xài cho dây 16 ha. Mình có dây khác mình vừa luồn vô vẫn ok. Nói chung đúng 16 thì nó nhận ha, nó vừa kích. À, đường kính 16 ly. Nó một đầu là nó bịt vậy, một đầu là cái móc khóa nha, khóa để treo, khóa treo à. Fuji Denko móc thép mới tinh, cũng móc an toàn, mở bằng hai bước. Móc xoay 360 độ nhé, nè, không bị rối, chống rối. Rồi cái bộ này có mã là số 3 nha mọi người, 550 nha. Số 4 là cái dây này cũng tải nè, hình như là nó cũng dùng trong an toàn à. Nó quấn qua chung, quấn qua người hoặc là đồ đó. Dây tải luôn mọi người nè, hàng chuẩn xét Nhật, nó ghi thông số là 1000 nè, 126 đó. Mọi người nhìn thì nói chung chuyên xài thì sẽ biết ha. Này mới nha, chưa xài đó, rất là mới. Đây cái móc khá là to nè, cái dây rất mới. Cái dây này quan trọng là cái màu vàng thôi, nhưng mà còn cái trắng trắng nè và cái cọc hung không quan trọng á, nó có nè đứt ra cũng không sao à. Cái dây đó để nó rút cái này lại nè, nó còn rất nhiều cọng trắng á, nó nhỏ nhỏ bên trong cũng khá là nhiều cọng bên trong nên nó không quan trọng, nó vẫn rút vô nè. Quan trọng chịu tải là cái cọng ngoài nè, cọng ni lông ngoài vàng á đó, còn mới tinh nha. Dây này nó dài chưa giãn là cỡ 1m2, giãn ra thì chung giãn ra cỡ gấp đôi lên đó, cỡ 3m tầm đó, 2m rưỡi, 3m. Rồi cái bộ dây này là mã số 4 ha, 350 ngàn. Này nhìn cái móc là cũng biết nó chịu tải cao rồi nha, móc này rất là bự luôn nè, tải hàng trăm ký. Cái thông số nó để 1000 mà không biết phải là 1000 ký không là tấn, nó thì đoán vậy thôi chứ không có chuyên ngành nên không có nhìn thông số là biết được. Rồi tiếp theo là cái máy mài khuôn về, một con máy mài khuôn Haojan, đây Haojan Nhật Bản nha, xài điện 100V, mài này dạng siêu mini, dạng nhỏ,
dây nó đứt rồi nha mọi người, không có thay dây, chúng em không có thời gian thay dây. Mọi người xài thì nối dây vô ha, bấm nối dây và ấy keo lại, hoặc là mở ra, mở ngóc cái này ra nè, rút ra là thay dây được. Đây công tắc nè, một tốc độ nha, xài mũi, cái mũi này đặc biệt nó chỉ cần nhấn vô là nó dính nha, mũi 2 ly ha, 20 ly đây nè đó, 2,3 mm, thường gọi nó là hai mũi 2 ly đó. Nó sẽ xích xíu để cho nó vô nó vừa nè. Nếu như vậy là nó xài nha, hết thì rút ra đó. Máy chạy ngon lành nha, để thử điện vô mà ba điện 100 V nha, chú ý nha, chứ điện 100 V nha, điện cắm vô đây đó, cắm vô đây thử luôn rồi, chú ý điện 100 V cắm vô. À, chạy nè, ngon lành nè, im luôn à. Chạy nè, nè, kích thước nó rất là nhỏ nha, tiện lắm, xài như cây bút đó, bấm lên xài hơn. Rồi mã số 5 nha, 300 ngàn. Cái này là 100 V 5W. Ê, đây nó để là 5W, rồi dòng dưới là để là 20W. Nói chung là chắc không tải với tải, tải lên 20W thôi. Rồi 10.000 RPM, 10 vòng. Mã số 5, 300 ngàn. Rồi tiếp theo là về một cái cây dao đa năng. Dao này của Thụy Sĩ nha mọi người, dòng của Thụy Sĩ đó, nói chung dòng dao dao phượt đa năng cao cấp của Thụy Sĩ, nói chung dòng nhỏ nhưng mà nó mắc tiền. Thằng này chính hãng Thụy Sĩ nha, nó mười mấy tính năng, mười mấy chức năng. Đây Thụy Sĩ nó sẽ có để cái thương hiệu nó đây nè, Victorinox. Đó, Victorinox Sweet with Matte. À, with Matte là Thụy Sĩ sản xuất. Lưỡi rất bén luôn nha mọi người, lưỡi dao này nó bén lắm. Chút cái lưỡi về nó còn nguyên nha mọi người, nguyên không có bị mẻ không gì. Đây, lưỡi còn nguyên zin ha, không có mẻ. Đây mở hết tính năng nó ra nè, 1, 2 nè, hai tính năng nè, hai lưỡi dao nè, rồi em sẽ bung hết ra luôn. 3 là cái kéo nha, đây nó có cái kéo rất là tiện dụng. Rồi 4 là cái tua vít bạc ke, cái này mở cẩn thận luôn, nó rất là dễ bị đứt tay á. 5 là đồ khui này kia nè. Táo nè, cũng đồ khui. Ồ, đặc biệt cái dòng này nó có một cái kính lúp nha. Đây, nó đọc ở chỗ này nó có kính lúp nè. Kính lúp nè. Đó. Rồi. Bao nhiêu tính năng rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Đây có một cái cây khui gì nè, nó ngắn tay lấy ra hơi cứng. Trong bung một lọt ra thì nó sẽ cứng nha mọi người. Còn mình bung từng cái mình xếp là hết, mình bung một cái nó thì nó nhẹ hơn. Tại vì nó bung ra hết nó căng cái lò xo nó ra nó sẽ cứng. Đây có một cái cây thì gì mình quên tên rồi. Đó là 10 đến năng ha. Rồi nhíp nữa nè, 1 12 đó, cái tâm. Rồi vậy là 10 13 tính năng ha. Có 13 chức năng. Đây, giao đa năng 13 chức năng. Rồi mã số 6 nha mọi người, 500 ngàn. Giao đa năng thị sĩ. Rồi tiếp theo là một cái vòi nước của Nhật. Vòi này của đây, Yuko, thương hiệu Yuko của Nhật. Vòi này nó bằng đồng nha mọi người. Vòi nước của Nhật nó sản xuất là bằng đồng nè. Đồng nó sẽ mạ lên cho nó đẹp. Đây, tình trạng cái vòi này thì xài rồi, nhưng chất lượng thì còn ok nha, chất lượng còn tốt, chung là nó kín nước, xài rất tiểu tốt. Đặc biệt cái vòi này là vòi, nó vòi đứng nha mọi người, là dạng đứng, dạng cái này nó nằm nghiêng một bên nha mọi người, ha, nó đặc biệt vậy. Mình bắt vô tường nó sẽ nằm như vậy, đứng như vậy, tay mình vặn mình không, nước chảy đây. Ha, để vặn qua một loại cái vòi điều chỉnh đó. Đó, răng này thông dụng, răng 21 ha. Đó, đầu vòi. Ron rồi, ok. Kính. Rồi, chiều dài cái vòi này rồi là 30 nha mọi người, đây 30 cm. Rồi mã số 7 nha, 550 ngàn. Vòi nước của Nhật. Rồi, tiếp theo là cây cắt tôn. Đây, cái cắt tôn này của Sato Japan sản xuất, lưỡi còn đẹp, hay lưỡi còn đẹp không, cắt rất là ok, có trợ lực nha mọi người nè, phần này là nó trợ lực nè, cắt nó sẽ nhẹ tay hơn. Đây cắt cũng to cũng khá là dày nè, 1.5 đó, ngọt lắm. Nát. Cái mũi nè. Rất là ngọt nha. Rồi, kích thước cây này là nhỏ gọn 23 cm. Thép dày ha. Thép này xài rất bền. Mã số 8 nè mọi người, tôn Nhật 400 ngàn. Rồi, tiếp theo một cây mũi khoét. Mũi khoét này còn rất là đẹp. Mũi khoét của Nhật. Đây, nó kèm theo cái mũi khoan này là 5.5 mm. Mũi khoan SK. Cái đầu khoét này thì cũng nhìn cũng còn đẹp, nhưng không biết nó khoét cái gì nữa mọi người. Chung đầu khoét này không biết khoét gì, không biết khoét chất liệu gì. Rồi, kích thước mà kẹp mũi khoan bình thường nè, cái lưỡi khoét nó rất là dày nha. Đây nó dày 2.7 nha mọi người. Nó có vát cạnh lên ha, vát cạnh xéo rồi. Đây. Dày 27 rồi vát cái cạnh xéo lên. Đó.
mũi nó như vậy. Cái này điều chỉnh ra vô được nha. Nè, có cây hước trên đây luôn nè. Hước để mình điều chỉnh từ 0 đến 120 mm, quét được cái vòng tròn 120 mm nha. Rồi mã số 9 200.000 cái mũi quét. Rồi tiếp theo đang về được một cái vòi lọc nước, vòi lọc nước từ tính, là nó chuyên lọc mấy cái sắt có trong nước nha mọi người. Sắt ha, chất sắt đó nó sẽ lọc. Vòi này của Nhật, mới nguyên hộp chưa sử dụng. Đây còn nguyên tất cả các tem tiếp gì là của Nhật. Đây nó là đầu vòi như vậy ha, cái bộ phận vòi đó, để mình đấu vô cái vòi nước chính, vòi nước sử dụng sinh hoạt của mình, vòi nước sinh hoạt á, để rửa rau củ quả trái cây này kia. À, trên hình nó cũng mô tả đó là công dụng của nó nè, đánh vô cái vòi lọc bồn nước nhà bếp mình á. Áp nè, sử dụng 2 kg, tối đa 2 kg, còn 1 đến 2 kg. Đây. Sử dụng được nước nóng nước lạnh ha. Rồi bộ phận nó có như vậy, kéo dài ra được nè, xoay qua xoay lại kéo dài ra là nó tới 35. Rồi rút gọn là còn 23. Đây cái ren này. Rồi, đo cái kích thước ren này cho mọi người dễ xài ha. Đây. Cỡ ren nó là 25 nha mọi người. Ở đây em đo căng ra là nó ren trong 25 nè. Đó, 25 nè. 25.8 vậy là thành 26 quá nha mọi người. Ren 26 ha. 26 nó đầu chuyển này nó sẽ chuyển ra. À, chuyển ra như vậy. Chuyển ra 24. 6 24. Đây, nó sẽ gắn vô như vậy ha. Còn vô. Nó chuyển từ gan nè. Hai loại ren ha, lớn ra thì nhỏ đó, tùy ống nhà mình thì mình chuyển, phải mua thêm đầu mình chuyển đó. Cái thước nó là như vậy. Đó, bộ này mới bên Nhật nó bán ra rất là cao luôn rồi, tầm 5 cả 6 triệu. Rồi, đây có một bộ duy nhất nè. Giờ một bộ duy nhất. Giá cực kỳ mềm, mã số 10, 900.000. Bộ vòi lọc nước của Nhật. Rồi tiếp theo là cái con máy massage của Nhật, máy xài điện 100V nha mọi người. Đây con này xài rất là tiện nè, mạnh nữa, công suất rất mạnh, đẹp, máy Nhật, tình trạng ok nè, đẹp. Đây
công suất nó là điện 100V, công suất 70 64W đó. Điều chỉnh bằng cái núm này nha, đây là đang tắt mà bật nè, rung rất là êm. Cái này nhỏ nhất tăng lên đó, rung rất là tê luôn. Nhưng mà quay lên giờ thì chắc không có thấy được nè, phòng ngoài nó thấy nó rung, chung chạy rất là êm. Dòng này cầm nó cũng nhẹ tay, cái mút thì cũng yên, dòng này dễ điều chỉnh, có cái nấm vặn lên xuống. Rồi mã 11 nha, 700.000, máy massage điện 100V nha, mày chú ý nha. Rồi tiếp theo là ba cây quạt, đây ba cây quạt ion nha. Quạt này bị chết rồi, bán sát á, chung còn nguyên linh kiện đầy đủ, không có bị gì hết, chung không bị mất, không bị háo hay gì nha, còn nguyên là bộ ion đồ còn đây nè. Rồi con này thông số nè, điện 24V DC, nguồn vô 24V DC on off đó, 100.000, mã 12. Rồi con này điện vô ở đây, nó có gắt cắm 12V ha, còn đây không biết tem gì, để 100-24V AC, mà sau đây có lại có gắt cắm 12V, chung là cắm vô thấy không lên. Rồi bước quan sát, có điều chỉnh đầy đủ tùm lum nè, của ba em đã hương hiệu Mỹ. Quạt bên trong là 12V nè, là được cái quạt 12V luôn nè mọi người. Quạt này chắc chắn là sống rồi. Cái quạt em đoán vậy đó. Đó. Chết thì nó không bị mập này kia thôi. Quạt ít khi nào bị cháy. Đó. Rồi coi như sát có 150.000. Mã 13. Rồi 14 cũng cây quạt ion của Haco luôn nha. Điều chỉnh rồi nè, nấm tắt cũng còn nguyên linh kiện trong 100V nè, điện 100V 10W cụ trì nè. Rồi sát 150, mã 14. Rồi 15 cũng là một cái sát, cái này dòng xài hơi nha, bắn đinh nha mọi người, bắn đinh của Hitachi nè, còn nguyên nha, chưa bung gì hết. Nói chung là vô hơi đây, nghe nó xì ở trên đây, bấm thì nó không có nhảy. Rồi xài đinh này 5 phân, đinh 4 4 rưỡi, 5 phân, đinh y à, đinh ép, đinh ta gọi là đinh ép, đinh không dụng Việt Nam mình nè, 50mm đinh. Rồi bán cho mấy bác nghiên cứu, mã 15, 100.000, sát máy băng đinh 100.000. Rồi em kết thúc video đây nha, cảm ơn mọi người. À, giá trên là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. À, khách mới thì vui lòng chuyển khoản giúp em, khách mới không có ship code.